Rồi, alo. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với đại buổi đánh giá về MB nhá. Hôm vừa rồi thì đã đánh giá đến trang 31 trên 89 rồi. Nói chung là đọc về MB thì thấy chữ chiếc nó hơi nhiều. Mà mình nghĩ là cái ngân hàng nào thì chắc là cũng thế thôi. Nó chữ chiếc hơi nhiều và nó hơi hơi lan man bởi vì họ nhiều mảng quá. Tất nhiên ở đây thì mình xem thì mình thấy là cũng có cả ngân hàng, có cả chứng khoán, bảo hiểm, rồi có cả quỹ đúng không ạ? Các kiểu, nhưng mà tự lại thì thấy lợi nhuận gần như là tuyệt đối 90% là nằm về về ngân hàng thôi. Đây là cũng tập trung ngân hàng là chính. Thế còn năm vừa rồi thì ngân hàng cũng mở rộng cũng khá chậm đúng không? Mới chỉ được có 300 mấy điểm đúng không? Tức là tăng khoảng 5%. Cũng không nhiều. Nhân sự thì tăng khá, thế còn địa điểm thì không tăng mấy. Đấy. Thế còn nhân sự của riêng MB thì cũng tăng khoảng 10%, như vậy là cũng mà tăng khá đúng không? Như vậy là về mặt con người, vì bên ngân hàng thì con người rất quan trọng. Thế còn cổ đông thì rất nhiều rồi, bốn mấy nghìn cổ đông là quá quá nhiều rồi. Thế còn bên hoạt động kinh doanh thì năm vừa rồi đương nhiên là tốt rồi, vì công ty đẩy mạnh cái cho vay, đương nhiên là sẽ phải tốt. Năm vừa rồi cho vay như nhìn đây thì dư nợ đã tăng được khoảng tầm như này là 16% rồi, hơn 16%. Đương nhiên là sẽ tốt. Và như đến giờ thì như là cũng vẫn đang tăng tốt đúng không? 214. Mình thử xem quý 3 gần đây xem nào. Khả năng cao là vẫn đang cho vay tăng tốc. 204, 20 tăng là khoảng 26. 26 trên cái 21 kia, nhưng mà là cũng 17% rồi, đúng không? Như vậy là vẫn thế thôi đúng không? Form phép là như vậy. Rồi chúng ta cũng có cái đánh giá ban đầu. Thế thì chúng ta hôm nọ đến ở chỗ này đúng không? Thì ngân hàng ở đây thì thấy dư nợ cho khối khách hàng cá nhân là đang 81.000 tỷ và tăng 35% so với năm ngoái. Như vậy là mặt bằng chung thì đâu đó chỉ tăng có 10 16 thôi, đúng không? 16,6% thôi. Nhưng riêng khách hàng cá nhân lại tăng 35, đúng không? Như vậy là điểm sáng ở đây. Và trong khi năm ngoái dư nợ tổng dư nợ là 214 ngàn thì riêng khách hàng cá nhân là 8 80, như vậy là 1/3 đấy. Đúng không? Như vậy là gần 40%, như vậy cũng là 35 40 rồi. Và nó đã chiếm khoảng 37% rồi, đúng không? Đây 37% đây. À, trong khi năm ngoái là chỉ có 32 thôi, như vậy là công ty có ý định bán lẻ. Bán lẻ đây thì nó có một đặc điểm ấy. Bán lẻ thì có một đặc điểm là sẽ phải nhiều khách hàng. Đấy, khách hàng cá nhân rồi doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì thông thường ấy thì khi mà tận dụng các khách hàng này ấy, thì sẽ quản lý hệ thống thì sẽ hơi vất vả thì nhiều đúng không? Vất vả, nhưng cái đổi lại là biên lãi khi làm việc với khách hàng cá nhân thì sẽ ok hơn. Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gọi là ME đấy đúng không, vừa và nhỏ đấy thì sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như là nếu mà cho vay một cái món lớn cho khách hàng, người ta vay 10.000 tỷ à, đương nhiên là lãi suất nó sẽ thấp hơn là cái khách hàng mà khách hàng nhỏ mà người ta vay có khi phải là 9% cơ, chứ không phải được 700 như như hoặc là 8% như các khách hàng lớn kia đấy. Đương nhiên là biên lãi của ngân hàng nó sẽ giảm xuống đấy. Thứ hai là ở phía gửi tiền, khách VIP thì đương nhiên là gửi tiền phải cao hơn là khách khách thường rồi. Nên là những cái ngân hàng mà tầm trung như này này, không phải mỗi MB đâu mà mình xem nhiều ngân hàng như này. Ngân hàng tầm trung thì thông thường là người ta sẽ chọn hướng bán lẻ. Chẳng hạn như các ngân hàng lớn như kiểu Vietcombank, BIDV nhá, thì thông thường là cái giá vốn huy động đầu vào của người ta sẽ thấp hơn bình thường. Đấy, lãi suất gửi gửi tiền nó sẽ thấp hơn bình thường. Cho nên là giá vốn đầu vào thấp, cho nên là nhưng mà vì cái lượng họ huy động vốn được rất lớn, cho nên là đương nhiên là khi đó thì họ phải tìm khách hàng lớn thì mới tiêu thụ được. Thì còn cũng đi bán lẻ thì bao giờ cho nó sao, đúng không? Nên là cái lãi suất cho vay khách hàng lớn thì nó đương nhiên nó sẽ về các ngân hàng đấy và nó sẽ không lớn đấy, nhưng vì cái giá đầu vào của họ rất rẻ, cho nên là cái tính ra cái biên lãi của họ vẫn tốt, cho nên là họ vẫn duy trì và củng cố được cái vị thế thị phần thị trường. Thì còn các cái ngân hàng tầm trung như này thì phải chọn cái hướng này thì mới đột phá về lợi nhuận.
có thể là sẽ không mạnh về 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 một số các chỉ tiêu như dư nợ không không lớn, nhưng mà cái biên lãi sẽ lớn, và đương nhiên là khi mà quản lý khách khách lẻ, khi mà quản lý khách lẻ thì đương nhiên là có một cái vướng là bạn sẽ phải tuyển nhân sự nhiều, rất nhiều, tức là chi phí cho nhân sự để quản lý hệ thống quản lý khách hàng nó sẽ lớn hơn bình thường đấy. Nhưng thực ra là về mặt bài toán kinh tế thì vẫn hiệu quả thôi, có cái là sẽ vất vả, và có thể là cái rủi ro thì có thể là nếu quản lý không tốt thì sẽ tăng nhanh hơn so với cái hướng kia. Nhưng mà ngày nay thì do cái công nghệ người ta phát triển cho nên là có thể dùng các cái thuật toán đúng không? Công nghệ gì đấy gần đây hay quảng cáo AI gì đấy thôi, nghe thoáng thoáng gì đấy, thì có thể là người ta sẽ phát hiện ra vấn đề sớm hoặc là đưa ra được những cái gợi ý sớm, nếu mà đưa ra những cái, nếu mà những có những cái thuật toán mà tính toán trước đúng không? Do kinh nghiệm mà người ta đưa ra. Thế thì nói chung là cái hướng mà MB đang chọn như này là mình cho là chính xác đấy. Mình tin rằng là các cái ngân hàng như kiểu ACB, Techcombank hay là VIB gì đấy là cũng sẽ chọn hướng này thôi. Rồi mình đi tiếp như vậy là không phải mỗi MB đúng không? Nhiều ngân hàng khác đều chọn cái hướng này. Đấy, đúng không? Đây là hướng họ đã tính toán đây rồi. Rồi mình để đây cho nó tách ra. Ở đây thì họ đột phá với kinh doanh dịch vụ triển khai gọi là bán chéo bảo hiểm. Rồi, tức là bán cát về mặt dịch vụ nhá. Thì họ sẽ đột phá đúng không? Về bán chéo bảo hiểm. Bán cát. Rồi. Thẻ ngân hàng đúng không? Số và ngân hàng đầu tư chúng ta sẽ rồi mình thử xem cái phần dịch vụ nhá, xem dịch vụ của ngân hàng là 9 tháng đầu năm nay và 9 tháng đầu năm ngoái như nào đúng không? Đây là báo cáo tài chính quý 3 gần nhất của công ty nhá. Rồi. Về dịch vụ đây đúng không? Dịch vụ thanh toán tiền mặt là 620 và năm ngoái là 520. Dịch vụ thanh chứng khoán và quản lý quỹ, cái này là bên MIS và MIS Cap nhá. 300 năm ngoái 85 nhưng cũng là đột biến, nhưng mà thực ra giá trị không lớn. Bảo hiểm đây đúng không, năm ngoái là 1.000 tỷ và năm nay 2.800, như vậy là trong dịch vụ thì trụ cột là bán bảo hiểm đúng không, những cái bán cát họ vừa vừa đề cập đấy, năm ngoái là 1.900 đấy. Mình sẽ thử xem cái báo cáo tài chính 2018 này nhá, xem tổng thể cho 27 như nào đúng không, và thậm chí là chúng ta sẽ so sánh thêm đúng không. Rồi chúng ta đang ở đây nhá, đây là cả năm 2018 nhé, báo cáo kiểm toán 2018 nhé. Thì cuối cùng là cả năm 2018 là 2.800, thế còn năm 2017 là 1.800, còn đây là 9 tháng nhé, 9 tháng 2018 là 1.800, cuối cùng thế thì quý cuối cùng bảo hiểm là bán, thế là cũng là kinh đấy đúng không? 900 tỷ nữa. Thế còn năm nay 9 tháng là 2.800 rồi, nhưng mà 9 tháng năm nay là bằng cả năm ngoái rồi. Rồi, thế còn các hoạt động khác thì cũng có thôi, nhưng mà nhỏ. Chuyển từ dự án này có lẽ có thể để bên MB Land đúng không, cũng có thể có một lần thôi, không có nhiều. Rồi các dịch vụ khác thì nó vẫn vậy thôi, cũng tăng trưởng tốt thì chắc là có cái và tỷ trọng khá khá thì có cái dịch vụ thanh toán thôi, cái ngân quỹ thôi. Rồi còn lại vẫn thế đúng không, báo cáo quý thì người ta rút gọn nhiều, nhưng nói chung là bên dịch vụ thì là đột phá bên bên bảo hiểm. Rồi. Thế còn các dịch vụ khác này theo họ ghi thì là thẻ số rồi ngân hàng đầu tư gì đấy thì chắc là phụ thôi. Rồi. Ngân hàng đầu tư thì các MBS làm, nhưng mà chắc cũng không phải là mình cũng không nhiều nghe nhiều tên trên thị trường. Thì chưa? Đúng không? Vậy là riêng cái chỗ có bảo hiểm này đã được vênh ra là đã tầm 1.200 rồi, hơn 1.200 gần 1.300 rồi, rất lớn. Năm ngoái vênh vào 900 rồi, như vậy là nếu mà đóng góp vào và trừ đi cả nhân sự hệ thống nữa thì chắc có khi là cũng phải lãi khoảng 1.000 tỷ đấy, nâng cao và đóng góp như thế là cũng phải tầm 1/6, 1/7 cái lợi nhuận của ngân hàng. Như vậy là đây cũng là một nguồn thu tốt, bên cạnh đương nhiên là dịch vụ rồi, đương nhiên là tín dụng rồi.
Rồi chúng ta tiếp xem nào nhé. Rồi cái này cái xu hướng rồi, đương nhiên phải làm. Mình cũng không có cách nào để đo được cái này nên là nghe thôi. Công tác quản lý. Rồi đây các cái thuật toán của họ. Mô hình thôi, họ hướng tới như là bây giờ được 3 gen 2 rồi. Gọi là chuẩn về an toàn vốn đấy, đúng không? Thực ra thì khi mà đi đánh giá của ngân hàng thì thông tin thì ở trong báo cáo thường niên là khá là khô khan, nhưng mà bên báo cáo chính về số liệu thì là cực kỳ nhiều. Nếu chúng ta có thể tổng hợp và đưa ra được một cái đánh giá về ngân hàng thông qua cái số liệu đấy thì rất là tốt, nhưng mà vì số liệu nhiều quá nên đâm ra là đi tổng hợp cũng cũng rất là mệt. Mấy hôm nay thì thỉnh thoảng mình cũng đi nhập liệu một tí đúng không, để mấy hôm nữa có cái đánh giá về MB chung. Nhưng mà khi nhập liệu này phải nhập liệu tất cả ngành ngân hàng cơ, khá là nhiều và là ngại. Vâng, thế là hơi khó. Đâm ra là gần đây thì thấy ít có cái đơn vị dám đánh giá thẳng về ngân hàng. Thấy số liệu nó như sao đúng không? Nhiều quá. Rồi mình em thử xem tiếp còn cái gì không nhá. Rồi, vẫn thế thôi. Cái họ nói thôi. Rồi, đảng bộ của MB là có tận 2.200 đảng viên nhé, vì họ xuất phát từ quân đội cho nên là đương nhiên là cái việc này là phải có rồi đúng không, kể cả những công ty nhà nước khác. Rồi đúng, ngân sách của năm rồi của MB là 2.200 tỷ à, chương trình an sinh xã hội đúng không, 150 tỷ rồi, tồn tại khắc phục cần cần đánh giá đúng không, do định hướng 2019 xem có gì rồi. Ở trên là kết quả đúng không? Ở dưới này là định hướng đúng không? Khả năng cao là vẫn tập trung bán chéo bảo hiểm thôi và đẩy mạnh tín dụng. Môi trường kinh doanh được củng cố, lạm phát được kiểm soát đúng không? Ở kia ngân hàng nhà nước tiếp tục định hướng là tổng phương tiện thanh toán là tăng 16% đúng không? Dư nợ sẽ cần phải tăng 15% đúng không? Như vậy là đến giờ này là ông cũng tăng 17% rồi, khả năng cao là cái dư nợ, riêng cái dư nợ tín dụng là mình mới nhìn thấy là gần như là sẽ tăng như thế rồi. Kế hoạch ở đây là đây là kế hoạch đây. Mình cộng lại nhé. Nhưng mà theo như đánh giá là khả năng là sẽ hoàn thành cái này. Rồi. Đúng không? Vậy là năm nay tổng tài sản sẽ dự kiến là tăng 12% đúng không? Thử 9 tháng xem nào. Rồi. Tổng tài sản cần tăng khoảng 12%, thì đến giờ là 397 rồi. Họ cần 405, như vậy là khả năng đấy, đúng không? Vốn điều lệ thì cứ theo kế hoạch mà tăng thôi, hình như là 21 tiếp có một đợt mua với quỹ của cái công banh bán ra. Hình như là vừa mới tăng, đúng không? Ok rồi, 25 là cha sau đợt riêng lẻ tới là chắc là xong. Huy động vốn của dân cư là 273. À, như vậy là từ từ từ. À, tổ chức kinh tế nữa không 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 chính xác, không đấy là chỉ 2254 thôi, như vậy là khó đấy đúng không, họ mới tăng chỉ có 15 thôi và cái lệch cuối cùng kia là lệch cuối cùng kia là còn 19 nữa đúng không? Như vậy là về mặt huy động vốn nhé là khả năng khó. Đây là mình khả năng đấy nhé, thì cái vốn này mình chưa biết. Nhưng mà có một điểm mà rút ra khi xem MB gần đây thì thấy là như này. Là huy động vốn thì chỉ tăng được có 9% năm ngoái thôi. Và theo kế hoạch cũng bị chậm, đúng không? Đây là điểm cực kỳ điểm 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 cực kỳ yếu của ngân hàng. Thứ hai là cái dư nợ thì lại tăng nhanh hơn. Đấy. Tất nhiên là ở đây thì huy động vẫn đang lớn hơn là dư nợ, nhưng nếu mà tốc độ dư nợ cứ tăng hơn tốc độ huy động vốn thì đến một lúc đấy thì hai cái này sẽ bằng nhau, và khi mà hai cái bằng nhau thì cái dư địa để mà đẩy cái cho vay lên là sẽ kém đi, bởi vì nếu mà bạn đẩy lên thì thứ nhất là sẽ có một số các quy định của ngân hàng nhà nước là sẽ hạn chế việc này, thứ hai là kể cả là bạn có đẩy lên ấy, giống như trường hợp của CTG thì nó có một cái nguy hiểm đó là lúc ấy bạn thiếu nguồn, thiếu một vốn thì bạn buộc phải đi vay của ngân hàng khác,
khi mà bạn đi vay của ngân hàng khác ấy, thì đương nhiên giống như gọi là nhập lẻ thì bán lên trên cùng, như đây là nhập buôn đúng không, tức là gọi là nhập của nhau thì đương nhiên là không có giá tốt rồi đúng không? Lúc đấy là sẽ phải chấp nhận một việc là ăn mỏng đi, như vậy thì nếu mà trừ đi nợ xấu và rủi ro quản lý hệ thống thì đâu còn mấy. Cho nên là điểm nhấn, điểm mà cực kỳ nguy hiểm ở đây là mình nhìn thấy trong mấy năm nay là tốc độ huy động vốn là đang bị chậm lại, nó còn cả chất lượng nữa cơ. Chất lượng thì chắc là đến phần báo cáo chính thì mình sẽ nói về chất lượng huy động vốn, nhưng mà như thế này là trong tất cả mấy chỉ tiêu này là có đúng cái thằng này là không đạt yêu cầu, và lại là cái quan trọng nhất, bởi vì bạn phải huy động được thì bạn mới cho vay được, nếu ngay từ đầu không huy động được là rủi ro lớn đấy. Ở đây thì luôn đặt cho vay là lớn hơn huy động, cho nên là mấy năm qua đúng không? Lãi tăng nhưng tính bền vững không bền, bởi vì khi bạn cứ đẩy dư nợ cho vay liên tục nhưng mà tiền gửi không theo kịp thì đương nhiên là một lúc ở đấy hai cái sẽ bằng nhau đúng không? Và sau đó thì bạn có đẩy nữa thì cũng không không có mấy nha đúng không, và chỉ là đẩy được cái thị phần dư nợ cho vay trong nền kinh tế và thị phần so với các ngân hàng khác thôi, chứ còn tính bền vững về mặt lợi nhuận là không ổn rồi. Nói chung là không biết là tại sao, nhưng mà cũng có thể là vì cái nhóm bên quân đội đúng không, nhất là Viettel thì người ta không tăng mạnh như ngày xưa nữa, thì có thể là ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng, gọi là tính phụ thuộc đấy.